Khổ tận cam lai, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, đổi vận giàu sang, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, cuộc sống hàng ngày dư dả tiền tiêu. Hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Mậu Ngọ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng năm 2024 là thời điểm bứt phá của quý tín chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, vận trình như diều gặp gió, được trời Phật ban cho phước báo, thần tài mở kho ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra, trúng số độc đắc liên tiếp, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ, con cháu ba đời ăn không hết của. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý tín chủ tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, là 47 tuổi âm lịch và 46 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, người tuổi Mậu Ngọ có thiên can là Mậu, hành thổ, gặp năm Giáp Thìn 2024, có thiên can giáp, hành mộc, là thể hiện mối quan hệ tương xung. Năm 2024 chủ mệnh Mậu Ngọ có nhiều thay đổi cho công việc kinh doanh, làm ăn, cũng như sự đổi mới hay mở mang. Tình cảm của vợ chồng tuổi này trong năm chủ về không được thuận lợi, có nhiều mâu thuẫn. Ngoài ra, chủ mệnh còn dễ vướng vào thị phi, tiêu hao nhiều tiền bạc, nên trong năm trước những khoản chi, bản thân cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Xét về địa chi, tuổi Mậu Ngọ có địa chi là Ngọ, gặp năm Giáp Thìn 2024, có địa chi Thìn, là quan hệ bình hòa. Năm 2024, nữ mạng Mậu Ngọ cần chú ý về công việc, không nên thay đổi hoặc thay đổi không có lợi. Ngũ hành của địa chi Ngọ gặp ngũ hành địa chi năm Thìn là quan hệ sinh xuất, nên tiền bạc trong năm hao tốn nhiều, sức khỏe của bản mệnh không được tốt. Xét về ngũ hành, người tuổi Mậu Ngọ có ngũ hành hỏa, gặp năm Giáp Thìn 2024, ngũ hành hỏa có quan hệ về tương hợp, tốt. Năm 2024, nữ mạng tuổi Mậu Ngọ, công việc chủ về thuận lợi, nhiều cơ hội mở mang, phát triển các mối liên kết trong công việc. Cùng với đó, sức khỏe của người bản mệnh hỏa trong năm cũng tương đối tốt. Với những dự định đang có mục tiêu tiến hành năm này thì nên thực hiện. Xét về cung phi, xem tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, năm 2024 cho thấy cung phi của người tuổi này là Khôn, thuộc hành thổ, gặp cung phi năm Giáp Thìn là Chấn, thuộc hành mộc, tương ứng khí họa hại. Ngụ ý trong năm 2024, cuộc sống của nữ tuổi Mậu Ngọ không chuyển biến như ý muốn. Bên cạnh đó, người này dễ gặp phải những chuyện thị phi. Ngũ hành của cung phi của năm Giáp Thìn chủ về tương khắc với ngũ hành cung phi cho người sinh năm này, cho nên đây là năm có thay đổi về công việc, không nhận được sự hỗ trợ từ người xung quanh và bản thân phải tự cố gắng. Xét về tứ trụ, thiên hòa, địa hợp, chủ về trong năm nay, nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, khi gặp khó khăn thì được mọi người giúp đỡ và hỗ trợ. Vận niên năm 2024, vận niên năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng là Thố Lộng Nguyệt, tức là mèo chơi trăng. Khi gặp vận niên này, thì người tuổi Mậu Ngọ có một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh như ý nguyện phải lòng mong chờ đợi bấy lâu. Về tình cảm, năm này gia đình yên ấm, con ngoan ngoãn, chuyện tình yêu như ý nguyện. Tinh thần phơi phới, tâm hồn nhiều mơ ước, là một năm ước thì được muốn gì ắt sẽ toại. Sao chiếu mệnh, quý cô tuổi Mậu Ngọ, trong năm 2024 gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu trở nên bảo thủ và không ưa đổi mới,
dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vận hạn, hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an, tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn, chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay vạ gió, đề phòng hao tài mất của. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, nhờ có các tinh thiên đức chiếu mệnh nên khá ổn định trong năm Giáp Thìn này. Mặc dù người tuổi này còn vướng vào tranh cãi với tiểu nhân trong năm Giáp Thìn do các hung tinh gây ra, nhưng được sao may mắn thiên đức giúp đỡ nên hầu hết người tuổi này vẫn thể hiện được sự bình tĩnh và nhẫn nại của mình. Tuổi Mậu Ngọ 1978, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024 là 47 tuổi, đang ở cuối giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập. Từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, ắt đây sẽ trải qua giai đoạn thịnh vượng nhất nhì trong sự nghiệp với nhiều quyền lực và địa vị, có chức quyền và tiền tài trong tay. Năm 2024, đối với quý cô tuổi Mậu Ngọ là tương đối ổn định và suôn sẻ trong công việc. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong năm nay, công việc làm ăn của bạn khá thuận lợi, cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh. Tử vi dự báo quý cô tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có vị trí tốt hơn ở nơi làm việc. Nếu như trong năm này có thay đổi nơi công tác hay xin việc thì quý cô cũng nhận được vào chỗ đang thiếu người và phù hợp với năng lực của quý cô, rất tốt. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên các quý cô tuổi Mậu Ngọ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978, nữ mạng, trong năm 2024, về mặt tài lộc cũng rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh giúp cho vận trình tài lộc của quý cô có được nhiều sự may mắn, ví tiền của quý cô vẫn thu vào đều đều, cho dù đang làm một hay nhiều công việc. Trong đó, phương diện tài chính khả quan nhất là do sự nghiệp thăng tiến, người làm công ăn lương, văn phòng, công chức, viên chức, công việc gặp nhiều thuận lợi, có cơ hội được tăng lương, thăng chức trong năm nay. Nguồn sống và kinh tế của quý cô cũng được cải thiện rất nhiều. Cát thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan đến đất đai, bất động sản, thì quý cô tha hồ hốt vàng hốt bạc. Về phần tài lộc, nữ tuổi Mậu Ngọ sẽ vượng hơn năm cũ. Bạn có kinh nghiệm quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt. Nếu bạn có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói của mình thì năm nay kiếm được rất nhiều tiền. Phương thức làm giàu chủ yếu của quý cô là thông qua công việc chính chứ việc phụ bên ngoài thì cũng có nhưng không nhiều. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Theo đó, bản mệnh có một năm tiêu tiền thoải mái, không phải đắn đo quá nhiều. Tuy nhiên, về mặt tài chính trong năm nay, quý cô cũng phải tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, có nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như cho vay mượn về tiền bạc thì khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm có vận niên, thổ lộng nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Mậu Ngọ bị ảnh hưởng bởi sao Cách Giác và Thiên Khốc là hung tinh. Hầu hết những người tuổi Mậu Ngọ đều tương đối thờ ơ, ích kỷ, xấu tính trong tình yêu. Bởi bạn nghĩ bạn sống vì người ta quá đủ rồi, đây là lúc bạn cần sống vì chính mình. Và vì nhân cách của quý cô ngày càng xấu đi, những người xung quanh sẽ tránh xa bạn, kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với bạn trong quá khứ. Vì vậy, trong năm nay, vận tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ có phần suy yếu, tình duyên nhiều gập ghềnh, cuộc sống gia đình tương đối èo uột. Người đã có gia đình nên cẩn thận giữ mình, hành xử có chừng mực để tránh vướng phải tình cảm ngoài luồng. Do không làm chủ được bản thân nên tuổi này rất dễ sa ngã khiến gia đình đổ vỡ. Về những tháng cuối năm,
gặp vận niên, thố lộng nguyệt, tức là mèo chơi trăng. Điều này giúp cho quý cô tuổi Mậu Ngọ nhìn nhận lại bản thân mình đã sửa đổi được nhiều tính xấu, giúp cho vận trình tình cảm của bạn như được thay da đổi thịt, có được những phút giây vui vẻ, hạnh phúc, gia đình yên ấm, con cái ngoan ngoãn, chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ 1978, nữ mạng, cũng không mấy khả quan. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, cách giác, địa tang, dĩ cập, vận trình sức khỏe của quý cô giảm sút trong năm nay, các vấn đề về thể chất của bạn thường xuyên xuất hiện. Không chỉ vậy, nhiều quý cô tuổi này cũng sẽ gặp phải một số chấn thương do thương tích, tai nạn hàng ngày. Vì vậy, tử vi khuyến quý cô tuổi này nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, chăm sóc bản thân, cảnh giác với thế giới xung quanh để tránh những tổn hại không đáng có. Ngoài ra, áp lực về công việc, tiền bạc cũng là yếu tố khiến tinh thần của quý cô bất ổn hay lo lắng, stress. Một khi tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến sức khỏe suy kiệt, sức đề kháng kém thì rất dễ mắc bệnh theo mùa hoặc bệnh cũ tái phát. Quý cô trong năm này cần biết điều tiết cảm xúc, cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tâm bệnh không có cơ hội chuyển biến thành bệnh tật, rất có hại cho sức khỏe. Đặc biệt quý cô tuổi Mậu Ngọ trong năm này nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Quý cô tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày, giờ, sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành tốt cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý cô tuổi Mậu Ngọ rất hợp vào những giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng năm nào quý cô cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý cô có được thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Mậu Ngọ gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Mậu Ngọ: xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô: hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô: xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ Mậu Ngọ 1978 phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau.
Tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Dần, sinh năm 2010, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh phục vị, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 2018, nữ mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Dần, sinh năm 2010, nữ mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không. Tam tai năm 2024, quý cô tuổi Mậu Ngọ gặp tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Năm này là năm Thìn, quý cô sẽ không phạm tam tai. Tuổi Kim lâu năm 2024, quý cô không phạm kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2024, quý cô tuổi Mậu Ngọ phạm hoang ốc, ngũ thọ tử. Quý cô không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Thái tuế năm 2024, quý cô không phạm hạn thái tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn ngủ mộ và sao vân hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngủ mộ đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Nhắc đến hạn ngủ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Như vậy, hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của nên dù ít dù nhiều. Dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác, hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của. Nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa sẽ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt. Hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ đảm bảo, hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành khi hỏng, hoặc sẽ bị trộm cắp, tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian, có tính trộm cắp gây thiệt hại về tài chính. Cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Thứ nhất, bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Thứ hai, khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu, thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngủ mộ đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng. Khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng. Nhỡ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chì lẫn chài, tai bay vạ gió, rắc rối chồng chất. Thứ hai, về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng,
trong năm 2024 gặp sao Vân Hớn chiếu mạng. Sao Vân Hớn chiếu mạng nữ thì sẽ khó sinh và gặp họa huyết quang. Sao Vân Hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an, điền sản bất vượng nên cần phải thật thận trọng. Do vậy, từ xa xưa người ta vẫn quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Vân Hán chiếu mạng thì nên cúng giải hạn sao Vân Hán hàng tháng để tâm lý được vững vàng và an tâm hơn. Từ đó tạo dựng niềm tin sẽ gặp may mắn thuận lợi hơn trong cuộc sống và công việc. Nhìn chung, sao Vân Hán là một hung tinh nhưng cũng khá lành, thường không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc và sức khỏe của mệnh chủ. Tuy nhiên, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói, cẩn trọng giữ gìn ngôn ngữ và hành vi, nên ứng xử đúng mực để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Vân Hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày Vân Hớn tinh đăng viên vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về chính nam để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý màu vàng như thạch anh tóc vàng, thạch anh vàng, hổ phách, lưu ly. Mọi thứ dùng để cúng giải hạn sao Vân Hớn cần chuẩn bị phải có màu đỏ. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu đỏ gói lại hoặc lót giấy màu đỏ xuống phía dưới sau đó đặt lễ lên trên. Vận trình từng tháng của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, hay còn gọi là tháng riêng, quý cô có được tác động tích cực từ cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tuất trợ mệnh, nên tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Quý cô thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Tuy nhiên, quý cô cũng đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Trong những ngày Tết, việc ăn nhậu với quý cô là khó tránh. Quý công cần chú ý ăn uống, đặc biệt là hạn chế rượu bia để đảm bảo các bệnh về đường ruột, hệ tiêu hóa, dạ dày không bị tái phát. Ngoài ra, quý cô cũng cần chú ý khi đi ra ngoài, phải đảm bảo an toàn cho bản thân, nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Tháng 2 âm lịch do bị ảnh hưởng của hung tinh, lại là tháng Đinh Mão, vận trình có nhiều trở ngại. Quý cô tuổi Mậu Ngọ chỉ cần làm việc chăm chỉ để vượt qua thời gian khủng hoảng này thì ắt vẫn sẽ thu được thành quả xứng đáng. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Tháng xung của tuổi bổn mạng, cho nên quý cô tuổi Mậu Ngọ cẩn thận về chuyện tình cảm. Có kẻ thứ ba xen vào tình yêu của hai người, những người đã kết hôn có thể sẽ xảy ra một số xáo trộn trong tháng này. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch có chút khởi sắc, nhưng tài lộc và sự nghiệp cũng chỉ ở mức trung bình. Mặc dù hầu hết tình trạng công việc của quý cô vẫn ổn định, đối với quý cô đang xin việc thì không có nhiều cơ hội việc làm trong tháng này. Về cơ bản là trong tình trạng đứng ngồi không yên, vì vậy người Mậu Ngọ phải nỗ lực hơn mới có cơ hội nâng cao tài lộc. Trong tháng này, quý cô nếu có ai đó vay mượn tiền bạc hay cho người lạ ngủ nhờ vào nhà, thì nên tìm cách từ chối khéo léo, cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Về phần sức khỏe, tháng này quý cô dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh Thiên Khốc cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Tháng 4 âm lịch quý cô tuổi Mậu Ngọ cũng dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến bản thân sa sút do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của các sao hung tinh, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân, khiến quý cô lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Nếu không can thiệp thì có thể sẽ phát sinh chuyện thị phi. Vì vậy, khuyên cho quý cô tuổi Mậu Ngọ trong tháng này nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình,
sống lạc quan nhất có thể. Gặp chuyện rắc rối thì nên tâm sự với mọi người xung quanh, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Tháng 5 âm lịch, dưới sự tác động của cục diện Ngọ Ngọ tự hình, làm cho vận trình sự nghiệp bị sa sút. Những trận đòn tâm lý và những lời thóa mạ ác ý từ đồng nghiệp đã khiến cả công việc và các mối quan hệ xã hội của quý cô đều sa sút. Có những kẻ xấu khiến những quý cô đang tham gia vào ngành kinh doanh có thể gặp nạn trong tháng này. Tình cảm của quý cô tuổi Mậu Ngọ có điểm báo xấu, bị sao hung tinh đại hao, hoa cái xuất hiện trong vận trình, nên người tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp họa vào tháng này. Lời khuyên cho tuổi Mậu Ngọ trong tháng này cần chú ý, không nên cho vay mượn về tiền bạc cũng không nên đầu tư một khoản tiền lớn vào một dự án nào đó mà mình chưa chắc chắn, tránh tự gây ra họa và những phiền phức không đáng có cho bản thân. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2024, đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Bước sang tháng mới về phương diện công việc làm ăn của quý cô tuổi Mậu Ngọ đã đi vào ổn định hơn trước. Quý cô nên tập trung vào công việc nhiều hơn để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Tháng được cục diện ngũ hành ngọ mùi hợp nhật nguyệt, vận quý nhân giúp sức, tiền bạc có nhiều dấu hiệu khởi sắc, việc kinh doanh, buôn bán phát triển thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít, tài lộc tương đối lạc quan. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống, dễ mắc bệnh cũ tái phát, chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn, họa huyết quang. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng cô hồn, vận trình của quý cô tuổi Mậu Ngọ có phần ảm đạm. Tháng này vận khí suy giảm, công việc gặp nhiều trục trặc, tiểu nhân quý phá, tài lộc bấp bênh, quý cô tuổi Mậu Ngọ cần chú ý hơn trong cách hành xử của mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên, để tránh gây thêm phiền phức gây cản trở công việc và con đường thăng tiến của bản thân. Sao thiên khốc soi chiếu, khiến quý cô có tính khí thất thường, đặc biệt là khi nói chuyện với nửa kia hoặc thành viên trong gia đình, quý cô nóng nảy, thiếu kiểm soát, thường xuyên cãi vã hoặc xung đột với các thành viên trong gia đình, dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, dẫn đến không khí gia đình căng thẳng. Vì vậy, quý cô tuổi Mậu Ngọ nên học cách kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình, không nên thường xuyên trút năng lượng tiêu cực vào người thân, điều này rất bất lợi cho tài vận và tình cảm của gia đình. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Mậu Ngọ lại có được vận trình tương đối tốt, được các tinh thanh long phù trợ, công việc hanh thông thuận lợi. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán thì việc kinh doanh, buôn bán cũng được thông thuận, hàng hóa tấp nập, buôn may bán đắt, điều này giúp cho những người kinh doanh có cơ hội hốt vàng hốt bạc trong tháng. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp nể trọng, có được cơ hội tiếp cận với những dự án mới, mang lại cho quý cô nhiều tiềm năng về tài chính trong tương lai. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Vận trình tháng 9 âm lịch, tháng Nhâm Tuất, được tam hợp quý nhân giúp sức, mang lại nhiều điểm sáng cho vận trình của quý cô tuổi Mậu Ngọ. Nhiều tin vui đưa tới, quý cô không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu, vận trình cứ thế mà băng băng tiến về phía trước. Quý cô có một tháng thong dong, nhàn nhã hơn bao giờ hết, quý cô không cần lo lắng về cuộc sống, cơm áo gạo tiền và cũng có rất nhiều thời gian dành để làm những gì quý cô muốn. Phương diện tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực, người độc thân có thể gặp được một vài đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, quý cô cũng cần khiêm tốn hơn nữa trong các mối quan hệ, không nên tự tâng bốc bản thân quá nhiều, nên dành nhiều thời gian để lắng nghe đối phương nhiều hơn. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2024, đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Bước sang tháng mới, các mối quan hệ xã hội của quý cô tuổi Mậu Ngọ sự phát triển tương đối tốt, công việc đều tiến triển thuận lợi. Sự nghiệp của quý cô về cơ bản vẫn duy trì được trạng thái tiến triển ổn định. Tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với tuổi Mậu Ngọ, quý cô cũng cần phải biết nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình. Điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới và công việc sự nghiệp của quý cô, tài lộc trung bình, nếu như biết nắm bắt thời cơ vẫn thu về lộc lá đầy nhà. Về gia đình cũng không cần lo lắng quá nhiều. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch,
Nhìn chung, với quý cô tuổi Mậu Ngọ có nguồn tài chính rủng rỉnh, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý cô cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Sự tác động tích cực của các tinh, người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Do có mối quan hệ trong làm ăn được tốt đẹp ở thời điểm này, nên một số quý cô làm ăn buôn bán sẽ rất hanh thông, tài lộc tăng lên nhanh chóng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản của quý cô và quý cô cũng sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, nên tháng này quý cô tuổi Mậu Ngọ chắc chắn sẽ bận rộn hơn những tháng trước. Quý cô cần giải quyết nhiều công việc, sự nghiệp, cuộc sống gặp nhiều áp lực. Tháng này, quý cô tuổi Mậu Ngọ nên có kế hoạch cho công việc, biết sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện tốt khối lượng công việc cuối năm. Đây là thời điểm nước rút các dự án, cũng là lúc quý cô rất bận rộn. Nếu làm tốt công việc thì tiền lương, tiền thưởng của quý cô sẽ cho thu về thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, dù cuộc sống có bận rộn tới đâu đi chăng nữa, quý cô cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình. Sức khỏe là vốn quý, đây là một điều cần thiết để hoàn thành được công việc trong thời điểm quan trọng này. Chuyện tình cảm tương đối tốt, khi các thành viên trong gia đình bắt đầu biết thông cảm và đặt mình vào vị trí của đối phương là dấu hiệu đáng mừng trong những ngày cuối cùng của năm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.